con nhìn thấy các bạn mà đỗ vào những trường top ấy thì đa số là các bạn đi sau A-level đấy, chứ các bạn ấy không chọn chương trình foundation. Nhưng của con là rất là vừa khít, con chọn chương trình A-level khi con lớp 10 là con vừa khít luôn, gần như là con không mất thời gian chuyển đổi. Nhưng rất là nhiều bạn học hết lớp 11 vẫn chọn A-level, học hết lớp 12 vẫn chọn A-level. Bởi vì sao? Bởi vì nếu học những ngành y hay là ngành kỹ thuật, các bạn ấy không thể vào được nếu mà các bạn học chương trình này. Đấy, nên là mình chọn một cái lộ trình nó rất là tuyệt vời. Nó lên chuyển đổi. Và chương trình này thì con có thể giành được rất là nhiều cái suất học bổng của 012. Chào con gái. Ừ, thì hôm nay là Ngọc hết là học lớp 10 rồi con nhỉ? Vâng, hôm nay con lên lớp 11. Hay lớp 11, lên lớp 11 đúng không? Đúng thì rồi. Con nghĩ là nếu mà con muốn đi du học ấy, thì nếu chị muốn cho bé đi du học thì cái chương trình hay nhất của con là chương trình A-level. Tại vì học hết lớp 10 là con có thể học chương trình A-level Anh. Như hôm trước con phân tích, nếu mà học hết chương trình lớp 11 ấy thì là con có thể học dự bị đại học. Nhưng mà chương trình lớp 10 có học A-level. Thì chương trình A-level này là chương trình gì? Là chương trình dành cho các bạn. Thứ nhất là con sẽ được vào những trường top của UK. Nếu không có A-level con không thể vào được chương trình này. Thứ hai là về cái độ tuổi của con thì sang Anh thì con được thẳng vào A-level, là gần như con tiết kiệm được cái thời gian của con nhanh nhất có thể. Đó. Và hệ thống học A-level con chỉ học có 3 môn thôi. Một kỳ con học có 3 môn thôi. Năm nhất con học 2 năm, năm nhất thì không lấy điểm. Năm 2 mới lấy điểm. Và sau đó thì năm 2 thì con sẽ được chọn 5 môn. À, trực 5 trường con có thể thi và đạt được kết quả. Có câu hỏi gì cho cô về chương trình A-level này không? Về chương trình A-level thì nó có giới hạn. Ví dụ như năm nhất học 3 môn vậy có thể chọn quá 3 môn được không? Con được chọn 4 đến 5 môn bình thường. Con nhiều đến nhiều bạn ấy được 5 A-star là các bạn ấy chọn 5 môn. Nhưng mà người ta đa số các bạn ấy chọn 3 môn thôi. Nhưng mà có quyền chọn 5 môn. Nhưng con hiểu A-level là gì ạ? Không hiểu. A-level là một chương trình cấp 3 của UK. Nó là một chương trình đa số mà phần lớn các bạn học sinh nó được chứng chỉ, chứng nhận của toàn thế giới luôn. Và chương trình này là chương trình chuyên sâu. Tại vì thay vì là lớp 11 với lớp 12 ở Việt Nam thì các con sẽ học 13 môn đúng không? Con học 13 môn, còn đây thì con chỉ biết là con chỉ chọn 3 môn, có nghĩa là con đã chọn các môn chuyên ngành của con rồi. Đó, nên chính vì vậy con được vào thẳng như thế thì người ta sẽ chấp nhận A-level hơn. Đó. Thì đó là một cái chương trình về căn bản, nó là một cái chương trình mà được chấp nhận trên toàn thế giới. Và các những môn học này đó, điều kiện thì thứ nhất là con phải thay vì chương trình foundation là con phải có ít nhất IELTS 4.5 thì A-level con không cần trường hiệu tiếng Anh. Tất nhiên là nếu mà con không tiếng Anh thì con sang con học một lớp tiếng Anh. Còn đặc biệt như không cần IELTS có thể vào được chương trình A-level này. Và chương trình A-level này thì rất là được trọng dụng, tại vì tất cả như các cô, khi là cô là những nhà tuyển dụng, công ty tuyển dụng mọi người chọn thì mọi người sẽ chọn những thành viên học chương trình A-level. Bởi vì là người ta sẽ học như môi trường của là các người bạn bản địa đó, nên người ta sẽ thích hơn cái chương trình A-level này đó. Nên là tất cả những con nhìn thấy các bạn mà đỗ vào những trường top ấy thì đa số là các bạn mới sau A-level đấy, chứ các bạn ấy không chọn chương trình foundation. Như của con là rất là vừa khít, con chọn chương trình A-level khi con lớp 10 là con vừa khít luôn, gần như là con không mất thời gian chuyển đổi. Nhưng rất là nhiều bạn học hết lớp 11 vẫn chọn A-level, học hết lớp 12 vẫn chọn A-level. Bởi vì sao? Bởi vì nếu học những ngành y hay là ngành kỹ thuật, các bạn ấy không thể vào được nếu mà các bạn học chương trình này. Đấy, nên là mình chọn một cái lộ trình nó rất là tuyệt vời. Nó lên chuyển đổi. Và chương trình này thì con có thể giành được rất là nhiều cái suất học bổng của 012 là 100% tiền học. Đó, là rất là nhiều suất học bổng 100%. Vâng. Cái điều kiện để mà được suất học bổng. Điều kiện là ít nhất là IELTS mình cũng phải không có cần IELTS, nhưng mà tương ứng với IELTS 6.5 trở lên và trình độ điểm của mình trung bình trên 8 là mình có thể đăng ký những cái suất này. Còn nếu mà mình không đạt được chứng chỉ đấy thì sao, thì vẫn có những suất học bổng 10%, 20%, 30%, 40%, 50% đến 70% tùy theo cái làm này. Để làm được những cái bài test này thì thường là 012 Global, nhất là ở tất cả các tỉnh đại lý, thì mọi người sẽ có những cái, như là hiện tại là ngày mùng 3 tháng 5 này ở Cần Thơ, và mùng 3 tháng 6 là ở Cần Thơ, và ngày mùng 5 tháng 6 là ở Hồ Chí Minh. Là sẽ có thầy đến, direct đến luôn. Và sẽ làm bài test như hôm vừa rồi con làm chương trình. Đó, thì con sẽ là làm việc trực tiếp với thầy, được nghe được thầy về chương trình của thầy, và sẽ được làm những cái bài test đó. Và những chương trình thì sẽ có những cái bài test mà được làm trực tiếp với văn phòng, với các văn phòng ở đại lý để con làm. Ví dụ như nếu A-level thì dễ, bị tuyển hơn vậy đấy. Chương trình đại học thì sao? Dự bị đại học thì sao cô? Chương trình dự bị đại học thì cô đã phân tích ở trong cái video lần trước rồi đấy. Đấy, thì cái video chương trình đại học thì cô đã phân tích cái video lần trước rồi, nên con xem video lần trước nhá. Ok. Cái thời khóa biểu của con học rất là ít nha, không phải giống như Việt Nam mình học tới 10 mấy môn. Cái này là học rất ít, thế thì cái thời gian còn lại của bé sẽ là quản lý như thế nào? Thực sự là không ít. A-level là một chương trình rất là nặng, ít môn thôi, nhưng mà chương trình rất là chuyên sâu. Chuyên sâu về chuyên ngành. Ví dụ các con học về business, chuyên ngành business, con học luôn chương trình dự bị đại học rồi. Nghĩa là mình đã học
các môn chính xác về chuyên ngành chuyên sâu rồi đó, nên là thực sự nó thời gian nó không hề ít đó. Đối với A level là chương trình nó sẽ nặng hơn với dự bị đại học, nhưng mà thời gian thì con có được đi làm thêm không? Con vẫn được đi làm thêm, con vẫn được đi du lịch, các bạn vẫn đi du lịch bình thường, đi du lịch các nước châu Âu bình thường, các bạn vẫn có thể trải nghiệm tất cả các cảnh quan. Tại vì thời gian học ở Anh ấy có rất là nhiều kỳ nghỉ, Anh là nơi có rất là nhiều kỳ nghỉ. Con sang tháng 9 con được nghỉ Christmas, con được nghỉ lễ tạ ơn đó, con được nghỉ half term, tức là có rất là nhiều kỳ nghỉ. Thời gian học một tuần thì đối với A level con sẽ học một tuần 5 buổi luôn. Nếu chương trình đại học một tuần học phụ thuộc có sẽ học 3-4 buổi để thuộc chương trình của trường. Nhưng nếu như mà cháu đi như thế thì có phải cần có người gọi là ở đây gọi là người bảo trợ? Người bảo trợ dạ có ạ, dưới 18 thì con đều cần người bảo lãnh. Và thì 012 sẽ là người bảo lãnh của con luôn. Đấy là công ty 18 sẽ bảo lãnh luôn cho con cho. Dưới 18 thì đó có trường bảo lãnh. Khi mà đến với chương trình lớp 10 này đa số là con sẽ ở trong nội trú của nhà trường. Trường thế là tất cả, nếu mà cuối tuần con có muốn đi chơi ở đâu xin đi chơi thì con đều cần phải xin permission của bố mẹ sẽ đồng ý cho con thì con mới được phép đi, chứ còn ngoài ra con sẽ không được phép đi. Tức là tất cả mọi thứ con dưới 18 thì con đều phải được sự bố mẹ ký kết là có được hay không con mới được phép đi. Đấy là quản lý còn hơn là tại Việt Nam bố mẹ quản lý được các con ở đây đi thoải mái, vâng. Có sự quản lý thì rất là yên tâm. Thì vừa rồi thì con cũng đã gặp thầy phỏng vấn trực tiếp được học bổng 100% đúng không ạ? Thì cái đấy là quyết định của con có đi hay không, làm cái bài test như thế nào thì cô sẽ hỗ trợ cho. Phải làm bài test, con phải hoàn thành bài test có đầy đủ hộ chiếu và bảng điểm của mình. Sau đó thì trường sẽ xét điểm và sau đó thì sẽ có chữ thư mời thư học bổng mời về. Chúc mừng con, tuyệt vời. Cảm ơn cô Nam Mi. Yêu quá, yêu Ngọc quá. Bye bye mọi người.